Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Các bạn hãy nhấn subscribe, đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho admin nha các bạn. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Người đàn ông nhiều lông nhất thế giới lấy vợ ở tuổi 42 khiến cả hành tinh tò mò về chuyện hôn nhân. Khát khao tìm vợ sau khi chia tay, người đàn ông nhiều lông nhất thế giới sắp xếp hẹn hò cả chục nữ y tá, nhưng bất ngờ cưới vợ nhỏ hơn 13 tuổi. Du Yuen Hoan, sinh năm 1977, tên khác là Anh Mao, sinh ra và lớn lên tại một vùng quê của tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Do mắc chứng bệnh lạ nên cơ thể của anh bị bao phủ bởi 96% lông lá đen ngòm. Cũng chính điều này khiến anh trở thành tâm điểm chú ý và là đề tài bàn tán. Truyền thông phong tặng cho Du là đứa trẻ nhiều lông số 1 Trung Quốc. Còn Guinness thì công nhận anh là người đàn ông rậm lông nhất thế giới vào năm 2002. Nhưng điều này cũng không đáng mừng bởi điểm đặc biệt này chỉ gây ra khó khăn cho cuộc sống của anh, đặc biệt là chuyện tình yêu. Được biết, Du cũng từng có bạn gái nhưng mối tình đó chỉ kéo dài 2 năm. Bởi gia đình nhà gái đã phản đối rất quyết liệt. Họ là hậu môn thế gia nên không muốn nữ nhi của mình gắn bó với đàn ông người không ra người, khỉ chẳng ra khỉ. Sau này, Du cũng trải qua thêm một vài cuộc tình khác nhưng kết cục vẫn là thất bại. Chán nản vì đường tình duyên lận đận, anh tập trung vào sự nghiệp, kiếm sống bằng cách xuất bản sách hoặc ca hát. Mặc dù độc thân nhưng anh vẫn luôn được các cô gái xinh đẹp vây quanh vì nhiều lông. Đến năm 2019, netizen bất ngờ truyền tin anh Du, người đàn ông rậm rạp nhất thế giới đã có buổi hẹn hò với cả chục nữ y tá làm việc tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em ở tỉnh Hồ Nam. Theo nguồn tin cung cấp, anh Du đã rất vui vẻ, trêu chọc khiến các thiên thần áo trắng thích thú. Thậm chí, người đàn ông U40 này còn tếu táo nói, sẽ rất may mắn nếu tôi lấy một nữ y tá làm vợ. Tuy nhiên, ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, anh Du đã phải hứng chịu một làn sóng chỉ trích. Đa số cảm thấy phản cảm trước hành động ôm ấp từng nữ y tá của người đàn ông rậm rạp này, thậm chí cho rằng cuộc hẹn hò này là điên rồ. Trước sự lên án của dư luận, anh Du đã làm rõ vụ việc rằng anh không hề tham gia một cuộc hẹn nào như giới truyền thông đã đưa tin, mà đó là một sự kiện anh tham gia khi đến tỉnh Hồ Nam. Bất ngờ khi ở tuổi 42, người đàn ông rậm lông nhất thế giới bất ngờ thông báo tin tổ chức đám cưới trên Weibo, kèm theo đó là hình ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn. Vì nhiều lý do nên Du Yuen Hoan không tiết lộ khuôn mặt của vợ, mà theo hình ảnh đăng tải, vợ của Du là cô gái nhỏ hơn anh 13 tuổi. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng gần đây tiết lộ rằng Du đang đi du lịch với một người phụ nữ bị nghi là vợ mới cưới của anh ta.